Mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất. Cho nên vào buổi chiều ngày hôm nay thì hiện tại là em Hậu đang có mặt tại là khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý anh chị. Thì hôm nay em Hậu có mặt tại đây để giới thiệu đến quý cô chú anh chị một bất động sản chúng ta có thể là vừa ở và vẫn có thể là sinh lời nha quý anh chị. Thì bất động sản hôm nay em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị là một căn nhà và kèm theo đó là sẽ có thêm 3 căn phòng trọ, thì giúp cho cô chú anh chị chúng ta có thể là gia tăng thêm cái thu nhập của chúng ta nha quý anh chị. Thì đây là cái căn nhà mà em Hậu nhắc đến rồi nha quý anh chị. Thì bất động sản này sẽ có diện tích là chiều ngang là 9m và đã được chia làm 2 sổ riêng biệt. Thì cái diện tích mà ngôi nhà của em Hậu đang đứng ở đây á là 4m rưỡi. Thì như quý anh chị thấy đường ở đây thì rộng rãi, thì xe cộ đi rất là thoải mái nha quý anh chị. Và từ vị trí này nó chỉ cách là phường Hiệp Tân của thị xã Hòa Thành là 500m nha quý anh chị, rất là thuận tiện. Và từ vị trí này chúng ta đi ra đường nhựa ở phía ngoài là chỉ có là 50m thôi, rất là gần nha quý anh chị. Từ ở ngoài cái ngã ba đó chúng ta đi ra quốc lộ thì nó chỉ có khoảng là 150m thôi nha quý anh chị. Thì ở đây thì em Hậu cũng xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị là cái căn nhà của chúng ta là được trang bị cái cổng rào 4 cánh nè quý anh chị. Nó bằng sắt rất là chắc chắn nha. Thì cái nền thì cũng cao hơn đường rất là nhiều. Đấy, thì quý cô chú anh chị chúng ta đi về thì xe máy chúng ta có thể đẩy lên đây cũng được nha quý anh chị. Đấy. Thì ở đây thì cũng có là sử dụng là la phong trần thả rồi nha quý anh chị. Còn cái cửa của chúng ta là cũng được là trang bị là cửa sắt 4 cánh rất là chắc chắn. Và kiến là kiến bông nha quý anh chị. Đấy. Thì em Hậu để có thể là mở qua cho quý anh chị tham khảo nè. Rất là rộng hơi nặng. Quý cô chú anh chị chúng ta có thể là tham khảo ha, nó rất là rộng, nhà chúng ta rất là rộng rãi nha quý anh chị. Đây. Đấy. Thì khi mà quý cô chú anh chị sở hữu ngôi nhà này thì được chị chủ có thể là tặng cho quý cô chú anh chị một bộ bàn ghế salon này nha quý anh chị. Thì do là hiện tại là do là không có người ở nên nó hơi dơ, chứ cái này chúng ta chỉ cần là xịt nước lau dọn là rất là mới nha quý cô chú anh chị. Thì bên đây chúng ta sẽ có là một cái ô cửa sổ và có khung sắt cửa sổ thì cửa sổ 2 cánh nha quý anh chị. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là đây là trần thạch cao, trần thả. Đó. Điện đồ rất là sạch sẽ, rất là sáng. Đó. Thì khu vực phòng khách của chúng ta ở đây cũng rất là rộng à. Đấy. Thì quý cô chú anh chị chúng ta có thể là di chuyển cái bàn này ra đây phía xíu nữa, là ở khu vực này chúng ta có thể để những cái bàn thờ này kia nọ cũng rất là rộng rãi nha. Đó. Thì gạch ở đây là được trang bị là gạch lót nền là gạch 5 tấc nha quý anh chị, màu xanh còn rất là mới à. Thì về cái vấn đề là cửa phòng luồng, cái đường luồng xuống nè quý anh chị. Đấy. Em Hậu đi thì nó rất là rộng. Thì cái này nó cũng phải đô được là 1m nha quý anh chị. Đó. Còn 8 tấc. Và về phòng ngủ thì chúng ta sẽ được là một cái phòng. Và trang bị của phòng ngủ là sẽ là cửa nhôm. Đấy. Nhìn rất là đẹp nha quý anh chị. Thì căn phòng của chúng ta là có diện tích cũng rất là rộng rãi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6m6 nè quý anh chị. 3m6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ, thì cũng là 3m5. Thì 3m6 và 3m5 nha quý cô chú anh chị. Thì sau đây em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta lại phía sau để xem cái phòng bếp của chúng ta. Thì chị chủ nhà cũng rất là tinh tế, đã tặng cho chúng ta một bộ bàn ăn rất là đẹp và rất là sang trọng nè quý anh chị.
Đấy, bàn ăn 4 ghế nha quý anh chị. Đó, ghế này là ghế da luôn à. Rất là chất lượng nha quý anh chị. Đó. Và bên đây thì chúng ta sẽ có là một cái nhà vệ sinh và nhà tắm ở bên đây nha quý anh chị. Đấy, thì nhà vệ sinh này á, thì cũng có là bồn cầu, đấy, vòi nước đầy đủ cho chúng ta sử dụng nha quý anh chị. Cửa là cửa nhôm. Và đây thì là khu vực bếp của chúng ta. Khu vực bếp thì ở đây là cái khu vực là chúng ta có thể là để bếp ga nè quý anh chị. Ở phía dưới thì có này đã là có kệ tủ rồi. Bên đây thì là khu vực rửa chén. Đấy. Nước no đầy đủ nha quý anh chị. Đó. Thì cái đường cửa sau của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có một cái đường lại phía sau. Nó thì sẽ đi qua cái khu dãy phòng trọ của chúng ta. Đó. Thì đối với bất động sản này á, thì chúng ta có 3 căn phòng trọ bên đây. Đó. Thì ở đây bây giờ mỗi tháng mà chúng ta ở rồi lại có thêm thu nhập từ phòng trọ thì rất là lý tưởng nha quý anh chị. Đó. Thì sau đây á, thì em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta đi lại phía trước và xem lại cái nhà, khu nhà này. Và sau đó em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta xem 3 cái phòng trọ của như thế nào ha, nó còn mới hay không ha. Thì sau đó đó em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cái sổ đất và cái mức giá của hai cái vị trí bất động sản này. Thì phía bên đây là quý anh chị, thì đối với cái dãy phòng trọ đó thì chúng ta cũng có một cái cửa riêng biệt ha. Này thì ở đây cũng có là có cái cửa riêng biệt cho chúng ta có thể là đi về này kia nọ cũng thuận tiện hơn. Và bên đây thì có một cái bồn nước rất là to đó. Thì khu vực này á, thì quý cô chú anh chị chúng ta cũng có thể là phơi đồ này kia nọ ở đây nha quý anh chị. Thì cái đường mà lại phía trong của cái phòng trọ này á, nó cũng hơn 1 mét, khoảng 1m2 á quý anh chị, rất là rộng. Và cái sổ của cái phòng trọ này á là nó cũng là 4m rưỡi nha quý anh chị. Thì em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta vào xem cái căn phòng trọ đầu tiên ha. Đây là phòng số 1 rồi quý anh chị. Đó. Thì quý anh chị cũng thấy đây cũng là thiết kế một cái phòng trọ giống như là đa phòng ở khu vực Tây Ninh thì thiết kế theo cái kiểu như vậy. Đấy. Bên đây là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, chỗ có thể là chúng ta rửa chén. Đây là khu vực nấu ăn nha quý anh chị. Thì trần ở đây là sử dụng là tôn lạnh nha quý anh chị. Cửa là cửa sắt. Đây. Em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta qua xem cái căn phòng thứ hai ha. Đấy. Thì đối với 3 căn phòng trọ này thì chị chủ á đều tặng cho mỗi phòng một cái máy quạt hết rồi. Thì khi chúng ta về á, thì chỉ có là kinh doanh thôi. Đó. Tất cả các phòng đều sử dụng là tôn lạnh, nói đèn điện đầy đủ, thắp sáng mát mẻ. Đó. Thì nhà chúng ta vừa ở kế bên và ở đây á, thì chúng ta có thể là cho thuê được, rất là thuận tiện nha quý anh chị. Này, xin mời anh chị giờ chúng ta vào xem cái phòng trọ thứ ba ha. Đây. Đây là căn phòng thứ ba. Thì cái màu sơn đây cũng là màu xanh. Thì ví dụ như quý cô chú anh chị nào mà mình không thích cái màu này thì về mình cũng có thể là sơn theo màu khác. Đó. Đây là cái cửa phía sau của căn nhà này quý anh chị. Đấy. Quý anh chị về chúng ta cũng có thể là đi đường Mạnh Hồng này vào ha. Thì sau đây em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị cái cuốn sổ đất của hai cái căn nhà và 3 cái phòng trọ này nha. Thì xin mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng xem. Thì sau đây em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị về cái thông tin thửa đất này nha. Thì bất động sản của chúng ta nằm ở là khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Và
đã được chia làm hai sổ, thì mỗi sổ là 4,5 m nha quý cô chú anh chị. Và cái sổ đầu tiên là có là 4,5 m dài 13,6 m, một bên là cạnh là 13,8 m, là vị trí là cái diện tích của căn nhà ấy nha quý anh chị, và thổ cư là 100%. Đó. Và sổ thứ hai á là cũng có diện tích đó là 4,5 m, dài một cạnh 13,8 và một cạnh là 14,1 m, thì đất là thổ cư là 100%. Đấy. Thì cũng là địa chỉ là khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý anh chị. Thì vừa rồi quý cô chú anh chị cũng đã xem qua vị trí bất động sản, thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mức giá của căn nhà và ba dãy phòng trọ này. Thì đối với căn nhà chị chủ giá mong muốn mà chị chủ nhà muốn bán á là 850 triệu nha quý anh chị. 850 triệu là quý anh chị có thể sở hữu là một căn nhà có diện tích là ngang là 4,5 m, dài là 13,6 m, thổ cư 100%, đường ô tô đi được, thuộc là phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Và bên cạnh đó ba căn phòng trọ chị chủ nhà muốn bán với giá là 750 triệu, sẽ có 3 phòng cho quý anh chị vào có thể là sự kinh doanh được là được ngay. Thì đối với những cô chú anh chị nào mà yêu thích cái bất động sản này, muốn sở hữu căn nhà và ba cái phòng trọ, thì hãy liên hệ với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0961 555 455 hoặc là 0839 666 736 gặp em Hậu để được em Hậu dẫn mình đi xem vị trí bất động sản này nha quý anh chị. Và chị chủ cũng có nói nó, đối với những cô chú anh chị nào thiện chí mà mua vừa căn nhà và ba cái phòng trọ này, cứ liên hệ trực tiếp thì chị chủ sẽ có một cái mức giá tốt dành cho quý cô chú anh chị nào muốn sở hữu toàn bộ bất động sản này nha. Và em Hậu xin nhắc lại, giá của căn nhà là 850 triệu và giá của ba căn phòng trọ là 750 triệu nha quý anh chị. Và đó, thì đối với những cô chú anh chị nào quan tâm, hãy liên hệ ngay cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Và quý cô chú anh chị hãy đừng quên đăng ký kênh và cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh xin một like, một chia sẻ để giúp cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh có động lực gửi đến quý cô chú anh chị những sản phẩm bất động sản tốt hơn. Và quý cô chú anh chị cũng có thể truy cập trang web mua bán nhà đất tây ninh.com để xem thêm nhiều vị trí bất động sản khác tại kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Và sau đây em Hậu sẽ ra ngã tư Dấu Âu Hồ giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Lạc Long Quân để hướng dẫn anh chị đường đến vị trí bất động sản này nha. Xin mời quý cô chú anh chị theo chân em Hậu. Xin chào quý anh chị, thì hiện tại á em Hậu đang đứng tại là ngã tư Dấu Âu Hồ, và bên tay trái em Hậu đây á là con đường này là con đường Phạm Văn Đồng nè quý anh chị. Theo hướng này thì quý anh chị có thể là về thị xã Hòa Thành nè, chợ Long Hoa nè, chùa Tàu Thánh thì có thể đi theo hướng này cũng được nha quý anh chị. Và con đường bên đây á là con đường Phạm Văn Đồng Lạc Long Quân, quý anh chị cũng có thể là đi theo cái con đường này để về chùa Tàu Thánh nha quý anh chị. Thì đối với những quý cô chú anh chị nào từ Sài Gòn lên thì chúng ta chỉ cần tới ngã tư Âu Hồ và có thể là bốc máy gọi cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh để em Hậu sẽ dẫn quý cô chú anh chị để đi xem vị trí bất động sản nha. Và bên đây tay phải em Hậu đây á, là hướng về thành phố Tây Ninh nha quý anh chị. Thì cái địa phận mà em Hậu đang đứng đây á, là nó sẽ là giáp ranh giữa thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành nha quý anh chị. Và cái con đường mà đến vị trí bất động sản của chúng ta đó là sẽ đi theo cái con đường này là quý anh chị, là con đường Lạc Long Quân nha. Thì bất động sản của chúng ta nó sẽ nằm trên con đường là số 6 của Lạc Long Quân.
Thì khi quý anh chị tới ngã tư ao hồ này, chúng ta sẽ đi theo đường Lạc Long Quân để đến vị trí bất động sản nha. Thì sau đây em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta đi theo chân em Hậu nha, để đến vị trí bất động sản. Thì đây là ngã tư ao hồ nha quý anh chị. Thì em Hậu đi theo cái con đường Lạc Long Quân. Thì nếu mà quý anh chị đi thẳng á, là sẽ ra là đường 30 tháng 4 đó. Thì ở đây tới đây là con đường số 6 của đường Lạc Long Quân nè. Chúng ta đi vào đường này nha quý anh chị. Và đây cũng là con đường để chúng ta về Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân nha quý anh chị. Đây. Thì từ ngã tư ao hồ đó chúng ta đến vị trí bất động sản á, thì nó chỉ có vài trăm mét thôi quý anh chị. Đó. Thì quý anh chị thấy con đường này á, là đường số 6 của Lạc Long Quân, nhưng mà nó cũng là một con đường nằm trên gọi là vị trí đắc địa. Đấy, với cái lộ giới cũng rộng và đường được thảm nhựa lại, hệ thống đèn đường thì được trang bị đầy đủ nha quý anh chị. Đây là khu vực này là trung tâm của phường Hiệp Tân nha quý anh chị, và giáp ranh là thành phố Tây Ninh. Thì bên tay trái em Hậu đây là có là đền thờ Phật Mẫu phường Hiệp Tân nè quý anh chị. Thì tới đây á, bên tay trái của em Hậu là một cái con đường. Đường này á, là chúng ta sẽ đến Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân. Thì hiện tại là con đường này cũng đang được mở rộng nè quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy ngay chỗ mấy chiếc xe lưu đó đó, ngay đó là Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân đó nha quý anh chị. Đấy, thì chúng ta tiếp tục đi thẳng lên tí xíu nữa là sẽ tới vị trí bất động sản của chúng ta thôi. Nếu mà tính là cái bất động sản của chúng ta là sẽ được đầu lưng với Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Tân luôn á quý anh chị. À, thì tới đây á, quý anh chị sẽ thấy có một cái bảng là hẻm số 8 đường Hiệp Tân. Đó. Lộ giới là 4m nha quý anh chị. Thì trên bản đồ á, là cái con đường số 6 Lạc Long Quân á, là nó là đường Hiệp Tân nha quý anh chị. Đó. Thì đây là cái con đường đến bất động sản của chúng ta nè quý anh chị. Thì từ cái căn nhà mà cần bán á, tới cái đường nhựa ở phía ngoài á, là nó chỉ có 60m thôi quý anh chị. 60m thôi. Và bên đây là cái căn nhà và ba cái phòng trọ cần bán của chúng ta ngày hôm nay. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh quay video và nhận ký gửi bất động sản tại tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý cô chú anh chị có thể liên hệ đến kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0961 555 455 hoặc là 0839 666 736 gặp em Hậu để được hỗ trợ nha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Xin cảm ơn.